Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh review. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cặp gỗ xả khác đấy từ Vinmark Ke mà mình dùng mấy tháng nay rồi. Thì lấy cái tập giấy ra đây chút. Các bạn đã được mình review cái cặp Vinmark Ke này là cái cặp chống rung rồi. Thì gần nhà mình thì tất nhiên là cũng có cái Vinmark to tổ bố luôn. Đó. Thì đi vào thì hôm đấy là có đang giảm giá, thì giá rất là rẻ, tức là tùy nơi ấy. Tức là thực sự ra mình cũng không rõ là cái giá cố định của cái cặp sản phẩm này nó sẽ như thế nào, bởi vì có những bạn phản hồi rằng là anh ơi em quanh năm thì chỗ em nó họ sale 50%, chỗ thì mua một tặng một. Thì mình thì mua cái giá sale 50%, nhưng mà có một số bạn thì bảo là quanh năm chẳng thấy sale được cả. Thì với mình nhé, với mình sale hay không sale, được hay không được, mình khẳng định với các bạn luôn, thì cả giá nó không sale thì đây cũng là một trong những cặp gội xả siêu thị tốt nhất trên thị trường. Mình khẳng định các bạn luôn là đây là một trong những cặp gội xả siêu thị tốt nhất trên thị trường. Chính xác ra là thương hiệu dầu gội dầu xả hàng siêu thị tốt nhất trên thị trường, chính xác là như vậy luôn. Thì bây giờ mình sẽ review nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chai nhựa và một cái tem cũng nhựa nốt. Đây, một cặp này thì rất là khó phân biệt luôn, bởi vì là thực sự là cái phong cách thiết kế và cái nhận diện màu sắc nó còn kiểu nan ná nhau. Thêm nữa là các cái mọi thứ này này, mọi cái chữ này này, thì họ lại có vẻ như là họ làm sao đấy tiếng Hàn hay cái gì đấy, nhưng mà nói chung rằng là bản thân mình rất ưng cái thiết kế này. Tuy nhiên thì cái phần ở giữa để nhận diện ấy, thì mình nghĩ là bên đại diện phía Vinmark nếu đặt hàng sản xuất gia công một nhà máy khác mà họ đã ghi ở trên này rồi ấy, thì họ nên tham khảo, họ nên chỉnh sửa cái phần này, cái phần ở giữa này, tức là sẽ làm cái chữ dầu gội và dầu xả rất là to ở đây, rất là to, bởi vì là cái nhận diện rất là khó khăn. Khi mà cầm lên thì dùng mấy tháng thì vẫn không quen được việc là cầm cái chai nào dầu gội, cầm chai nào dầu xả, bởi vì cái màu nó nan ná nhau các bạn. Đặt lên bên cạnh nhau thì mới thấy rằng là như thế này thì mới thấy rằng là nó có cái sự khác biệt. Nhưng mà thực sự ra mà nói, khi mà đặt vào trong nhà tắm ấy thì mọi người sẽ rất là khó nhận diện ra được màu nào là dầu gội, màu nào là dầu xả. Thế nên là việc phân biệt được nó thì thực sự là nó là ngoài cái vấn đề màu sắc ra là vấn đề đơn giản nhất, thì chúng ta còn phân biệt về mặt chữ nghĩa nữa. Thì với mình hai sản phẩm này hơi khó phân biệt một chút, tuy nhiên mình đánh giá rất cao cái thiết kế của hai sản phẩm này. Đấy, cái nhất. Cái thứ hai rằng là trọng lượng của hai sản phẩm này là 300ml, và như họ ghi ở trên mặt trước của bao bì là Made in Korea. Thì cái việc mà Made in Korea thì nó cũng không phải là cái gì quá xa lạ đối với bản thân mình, nhưng mà mình tin chắc chắn rằng là với tất cả mọi người thì các bạn sẽ cảm giác rằng cái này cũng khá là xịn. Và bản thân mình ở trong cái clip trước đây mình review về con chống rụng, thì cái việc Made in Korea thì bản thân mình nói như này, ở Việt Nam mình thì không thiếu nhà máy gia công, và cái việc có một cái công thức dầu gội dầu xả mà nó dùng được thì thực sự ra mà nói là khá là bình thường, khá là bình thường luôn các bạn. Nó không có cái vấn đề gì mà khó khăn cả, nhưng mà cái mà mình tin chắc chắn rằng là Việt Nam thua kém Hàn Quốc, tức là phải mang sang tận Hàn Quốc, tức là thuê nhà máy ở Hàn Quốc để Make in Korea như này và xong rồi chuyển thành phẩm về Việt Nam, thì nó sẽ có những cái ưu điểm sau. Đấy là thứ nhất, Hàn Quốc là một nơi, là một trong những nơi chứ, là một trong những nơi có cái công nghiệp sản xuất mỹ phẩm rất là tốt. Họ khởi đầu với những LG. Thực sự luôn, LG vẫn là một thương hiệu cực kỳ uy tín trong thế giới mỹ phẩm. Tức là họ gần như là LG, ngoài cái điện thoại ra thì giống như kiểu họ làm cái gì nó cũng rất là tốt, một cái giá thành nó rất là phải chăng. Thì đấy, tức là từ những cái thương hiệu như vậy xong rồi đến những cái thương hiệu khác, thì các bạn nếu mà các bạn là nam thì rất là ít khi tiếp xúc với mỹ phẩm Hàn Quốc, nhưng mà ví dụ như các bạn nữ thì các bạn sẽ quen với những cái son Bright Rock này, son Mercy này, những cái mà ví dụ như là đồ skin care, kiểu nếu mình nhớ không nhầm là The Face Soap này, The Body Soap, kiểu như vậy. Thì rất là có rất là nhiều thương hiệu tới từ Hàn Quốc mà nam giới chúng ta rất là khó để gọi là biết được, hoặc là có biết được cái thương hiệu đấy nhưng không biết nó đến từ Hàn Quốc. Thì đại khái là mình đang muốn nói với các bạn rằng là cái vấn đề là mỹ phẩm xuất xứ từ Hàn Quốc là một cái gì đấy nó cũng uy tín, nó giống như kiểu nước hoa Pháp vậy.
đó, thế nên là việc make in Korea cũng rất là dễ hiểu khi mà riêng là một cái khu vực đấy, mình coi như mình sử dụng cái từ khu vực chứ không phải từ đất nước, cái khu vực đấy họ đã phát triển rồi và họ có kinh nghiệm rồi, thì việc họ thiết kế bao bì, các bạn đang nhìn thấy và mình thực sự mà mình thấy rằng là cái thiết kế bao bì này rất là khó để nói rằng là đây là một anh designer của Việt Nam, bởi vì cái phong cách này nó rất là nhẹ nhàng theo đúng gu của Hàn Quốc luôn đó. Đó. Rất là khó bởi vì khi mà Việt Nam thì thường là mọi người sẽ thích kiểu cho một hình thật của một cái cây gì đấy ép lên cái sản phẩm, rồi không thích kiểu typography thì nó sẽ thiên về cái sản phẩm của phương Tây hơn. Còn ở châu Á thì lại thích kiểu thêm cây thêm cỏ vào, những cái cách thêm cây cỏ của Việt Nam thì nhìn nó rất là, nó kiểu nó bị phản cảm ấy. Tức là nếu mà bỏ cái đấy ra thì nhìn trông như kiểu sản phẩm nước ngoài, nhưng mà cho tự nhiên trong một cái hình ảnh cái cây vào thì nó rất là phản cảm. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó rất là vừa đủ, đây không phải là một hình ảnh cái cây thật mà là đây là mình vẽ lại đó, bản thân mình cũng không biết là nó là cây gì. Thì cái vấn đề là như vậy, một là cái vấn đề thiết kế bao bì, hai là cái vấn đề về việc là khi mà các bạn hình dung nhé, khi mà ở trong một cái ngành nào đấy mà cái đất nước đấy họ phát triển, cái vùng đấy họ phát triển, thì cái việc mà những cái công nghiệp phụ trợ cho cái ngành đấy, ví dụ mình nói ví dụ nhé, là từ nguyên liệu này, từ bao bì vỏ chai này, từ công nghệ in ấn này, thì nó rất là sẵn. Nếu mà nói rằng là Việt Nam mình có làm được hay không thì xin thưa các bạn là Việt Nam mình có làm được, nhưng mà cái chất lượng việc làm được của Việt Nam mình thì không phải là kiểu tự nhục đâu, mà là bởi vì mình cũng rất là bức xúc về cái vấn đề này. Tức là về mặt bao bì, về mặt chai lọ đi, thì cái chai lọ, cái việc là có sẵn những cái chai lọ với cái mẫu mã nó thực sự là mình yêu cầu là cái mẫu mã đơn giản ấy, nó không kiểu công chúa, không kiểu mà màu mè gì đấy, thì ở Việt Nam không có. Tức là các bạn nhìn những cái chai nhìn trông rất là cơ bản như thế này ấy, thì rõ ràng là Việt Nam cũng có, nhưng mà để mà nói nhá, thì cái dáng chai của Việt Nam sẽ bầu ra hơn một tí, vẫn cái đầu như thế này nhưng mà nó sẽ bầu ra hơn một tí. Vậy thì nếu yêu cầu nó cao lên thì phải làm nào? Một là phải kiếm một nguồn từ Trung Quốc, hai là phải làm ra một cái khuôn tự đi mà thổi, tự đi mà sản xuất, tự đi mà gia công, thì nó rất là khó khăn trong cái việc mà kết nối tới những cái bao bì, những cái chai lọ như vậy. Tức là kể cả mình có ý tưởng và ý tưởng đột phá thì cũng không có ai gọi là hỗ trợ ý tưởng được tốt cả đó. Cái nhất, cái thứ hai là kể cả mình không có ý tưởng mà mình mua sẵn thì cũng rất là khó, những cái bao bì sẵn là mình chưa kể những cái chất liệu nhựa khác nhé. Nhựa PET này thôi đã khó rồi nhé. Nếu mà các bạn yêu cầu nhựa kiểu ngoài PET và HDPE thì nó còn là một cái yêu cầu mà mình cảm giác ra kiểu đi mua những cái chai lọ mà cứ nhắc đến những cái loại nhựa khác là mọi người kiểu cảm giác thấy thằng này điên này, dùng mỹ phẩm dùng đến cái nhựa đấy làm gì, mất công tốn tiền mất thời gian đúng không? Thì đấy, nhưng mà không phải là không có nhu cầu, tức là về cơ bản thì cái chai này cũng là nhựa PET thôi. Nhưng mà ý mình nói ở đây muốn nhấn mạnh các bạn rằng là khi đã lựa chọn sản xuất ở Hàn Quốc thì nó có rất nhiều cái vấn đề khác nữa, không chỉ là vấn đề về mặt trình độ, về mặt lõi, mà nó còn cả cái vấn đề về mặt kiểu nói để mô tả cho các bạn là kiểu như là rút gọn, việc chính xác là tập trung vào một chỗ. Tức là bây giờ tôi đặt những cái yêu cầu anh gia công từ AnZ thôi đó, tôi chỉ việc thiết kế thôi, tôi chỉ việc nhờ các designer thêm chữ tiếng Việt vào design này thôi, hoặc là tôi sẽ gửi cái bản thiết kế những cái thông tin về tiếng Việt cho anh, là anh sẽ tự áp cái đấy vào đó thì nó sẽ ra cái thiết kế. Thì đấy, nó giống như kiểu là nếu mà yêu cầu cái cặp chai này ở Việt Nam thì mình nói thực sự với các bạn là nó cũng hơi khó, nó cũng thực sự hơi khó. Cái nhất, cái thứ hai là cái mà Việt Nam còn rất là kém. Mình khẳng định với các bạn luôn là không phải về vấn đề nguyên vật liệu, mà cái vấn đề về trình độ còn rất là kém. Đấy là vấn đề hương liệu. Kém ở đây không phải là, tức là như này, nó kém được cả hai mặt. Một là cái vấn đề về mặt trình độ của người định vị cái hương liệu đấy cho cái sản phẩm. Hai là về nguồn nguyên liệu. Tức là khi mà nếu mà bạn nào đang làm homebrew, đang xem clip này, đang có nhen nhóm làm homebrew, thì mình nói luôn rằng là mua hương liệu ở Việt Nam thì cực kỳ tệ luôn. Tức là miễn cưỡng sử dụng hầu hết nguồn hương liệu của Việt Nam là ở đâu? Một là Ấn Độ, hai là Indonesia,
và ba là Trung Quốc. Thì hương liệu nếu mà các bạn muốn dùng tốt, mình chỉ nói hương liệu nhân tạo thôi nha, chứ chưa nói đến hương liệu thiên nhiên, thì các bạn nên tìm hiểu về những cái nước phương Tây, là Ý, là Mỹ, là Pháp, là vân vân và vân vân, rất nhiều. Nói chung là nước về phương Tây, thì các đất nước về phương Tây thì họ sử dụng hương liệu nó nhiều hơn và nó đa dạng. Và thêm nữa là khi mà tham khảo cái bảng hương liệu của họ, thì họ có những cái hương liệu mà thực sự mà nó ở dưới dân châu Á mình rất ít khi được tiếp xúc, và nó cũng mang lại những cái đặc điểm, những cái ưu điểm về mặt sản phẩm, nó là như vậy. Thì ngay cả một đất nước của Hàn Quốc như Hàn Quốc thì thực ra cũng không tránh được cái vấn đề đấy, bởi vì dù gì mà nói thì gu của những người châu Á chúng ta sẽ khác so với những người ở phương Tây. Tất cả ở đây thì bản thân mình nói như này, thì nói tiếp về hương liệu, thì cái vấn đề hương liệu ở đây không phải là cái vấn đề mà ở Hàn Quốc không có. Mình tin rằng là ở Hàn Quốc có rất là nhiều loại hương liệu, nhưng mà tuy nhiên là nói thì cụ thể ở trong trường hợp của cặp VinMart này, thì mình thề với các bạn luôn là không hiểu là ông nào tư vấn, không hiểu là ông nào tư vấn, nhưng mình khẳng định với các bạn luôn là tư vấn sai. Đầu tiên là về mặt cái mùi chai dầu gội này, mùi chai dầu gội này, cái chai dầu gội này mùi rất là thơm, mình thề với các bạn luôn mùi rất là thơm. Nó là mùi kiểu cam bergamot, nó rất là thơm, thơm ngọt, cam ngọt, thơm thực sự luôn. Cái chai này rất là thơm và mùi nó cũng khá là trung tính. Mà mặc dù nó là sản phẩm dành cho nam, thì khi mà gồng lên sản phẩm dành cho nam thì họ sẽ có cả mùi dầu xả, thì cứ ngỡ như mùi dầu xả cũng như là mùi dầu gội thôi, nhưng mà thực sự ra là cái mùi dầu xả này mình khẳng định các bạn luôn, đây là mùi xả hương, mình khẳng định các bạn luôn, must, M-U-S-K, xạ hương. Thì cái mùi này thực ra thì nó cũng na ná đúng, thực ra là nó đúng với mùi xạ hương, nhưng mà nó cái kiểu các bạn hình dung ra là kiểu xạ hương cũng có mùi zest và mùi zest, thì cái mùi zest này không thơm bằng mùi zest đó, kiểu vậy. Tóm vẫn lại là về mùi thì con dầu gội này chấm cho nó 10 điểm luôn, thoải mái luôn, chấm thoáng tay, chấm cho 10 điểm về mùi. Con dầu xả này thì khẳng định với các bạn luôn là, nói thẳng ra là thôi thì cứ coi như cho du di được 2/10. Mình khẳng định luôn là phần lớn người dùng mua cặp gội xả này, tất nhiên là họ không quan tâm tới mùi lắm, nhưng mà kể cả khi mà có một cái mùi thơm thì nó sẽ phần nào đấy nó hấp dẫn hơn, đúng không ạ? Đó, cái này đã thơm rồi thì tội gì cái này không thơm. Nhưng mà hai cái sản phẩm này để mà phân tích ra nhé, là hai tông mùi khác nhau, bergamot và xạ hương. Bergamot, xạ hương nó không liên quan gì với nhau các bạn ạ, nó không liên quan gì. Nếu mà nói về xạ hương nó sẽ có liên quan đến chủ đề tính dục. Còn cái mùi bergamot nó là một cái mùi mà theo kiểu là ai cũng ngửi được, ai cũng thích nó. Thì rõ ràng là hai chủ đề khác nhau này, rồi hai tông mùi khác nhau này, thì nó lại ở trong một cái cùng một cái cặp sản phẩm này, thì thực sự ra mà nói thì mình cảm thấy nó không ok lắm. Ok, thì tiếp đến là cái phần mà cái bảng thành phần của con này, thì lật qua đằng sau, bảng thành phần nó luôn luôn nằm ở đằng sau các bạn nhé. Thì bảng thành phần của con này nếu mà đọc lướt qua thì chúng ta sẽ không có một cái gì, nhất là khi với con dầu gội này chúng ta sẽ không có một cái gì gọi là hay ho cả. Để mình giới thiệu cho các bạn nha, nếu mình lại nói nhiều lần trong nhiều clip khác nhưng bây giờ mình nói lại, nếu các bạn đọc thành phần của cái phenoxin ethanol, từ đấy lấy là cái chất bảo quản và cái tối đa nó có thể sử dụng là khoảng 1,5%. Thông thường thì sử dụng là 1% phenoxin ethanol ở trong một cái công thức sản phẩm, thì với 1% ở ngưỡng trung bình thì tất cả những cái đằng sau có khả năng là những chất dưới 1%. Và khi mà nói dưới 1% vào thì đây chỉ là chất phụ trợ, và thường là nó sẽ xuất hiện để mang cái chủ điểm là kiểu cái công dụng là kiểu quảng cáo cái sản phẩm đấy, chứ không phải là cái chính, cái mà kiểu như là cái công dụng chính nó có thể
bổ sung cho chúng ta. Ví dụ như ở đằng sau phenoxyl ethanol chúng ta sẽ có chiết xuất cỏ hương bài, rosemary. À không phải cỏ hương bài, chiết xuất hương thảo, xin lỗi các bạn, rosemary. Chúng ta sẽ có chiết xuất tràm trà. Còn có một cái eucalyptus globulus leaf này là cũng lại một loại chiết xuất nữa này. Chiết xuất hoa oải hương lavender này, chiết xuất machicaria này, chiết xuất oat tự nhiên bây giờ quên này, oat tự nhiên quên này. Rồi tóm lại là có một nùi chiết xuất thì nhìn trông có vẻ thực sự rất là xịn mịn, nhưng mà mình thề các bạn luôn là mỗi cái loại chiết xuất này nếu mà tổng lại mà đã là 1% của cái đống này rồi thì cùng lắm là cái đống chiết xuất này, cái đống chiết xuất này cùng lắm nhé, cùng lắm cộng mà chúng nó vào với nhau thì sẽ được 2%. Đấy là gọi là nhiều nhất luôn. Chứ còn nếu mà tách riêng ra thì ở đây có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại chiết xuất thì tách riêng ra mình tin chắc chắn là nó không được đến 1% của mỗi chất. Thế cho nên là việc có dưới 1% tỷ lệ của mỗi thành phần những cái chất này thì với sản phẩm dầu gội nói riêng và mỹ phẩm nói chung thì nó cũng không có một cái gọi gì là tương tác gọi là quá mạnh mẽ cả. Đấy lý do vì sao các bạn cứ thấy là thi thoảng sẽ có một cái sản phẩm nào đấy ghi là một cái chất ABCXYZ 1%, 2%, 3%, thì bởi vì ở trong cái thế giới mỹ phẩm thì có những cái chất mà nó thực sự rất là công hiệu nhưng cái nó đắt, thế nên là họ sử dụng nó khá là ít, nó chỉ chiếm một phần nào đấy thôi, và các cái công dụng chính của nó thì được những chất khác họ đảm bảo, còn những cái chất kia nó chỉ là một cái key marketing, nó chỉ là một cái gì đấy nó hoa lá cành mà thôi. Thì các bạn hiểu như vậy thì đến cái con dầu xả này thì nó sẽ có những cái gì đây. Khẳng định các bạn luôn là dầu xả này có silicone, thì cái dimethicone nó ở ngay đầu tiên, nó ở ngay thứ hai luôn đúng không? Đó. Thì nếu bạn nào kỳ thị silicone thì có thể tránh xa hàng siêu thị ra, càng xa càng tốt. Nhưng mà mình không chắc chắn là hàng siêu thị, nếu các bạn tránh xa ra thì nó như thế nào. Tức là nó không kiểu không phải không chỉ hàng siêu thị mà có rất là nhiều hàng khác kiểu có silicone ấy, nhưng mà nó vẫn đắt thôi. Ok, đọc đến phần là chúng ta lại có là chiết xuất hương thảo. Nhưng ở đây các bạn sẽ nhìn thấy rằng là để xem nào. Ủa đây nhìn không ra chất bảo quản luôn các bạn. Chất bảo quản ở bên dưới. Chất bảo quản bên dưới các bạn ạ, tức là đây nhá, cái chiết xuất hương thảo này, chiết xuất tràm trà này, những cái chiết xuất y hệt cái con bên này, y hệt cái con bên này, và có thêm bổ sung là vitamin B5 là panthenol, và tất cả mọi thứ đấy nó ở cái phần giữa của cái bảng thành phần. Đến mãi tận kéo về sau thì chúng ta mới thấy phenoxyl ethanol và fragrance là cái cuối cùng, tức là hương liệu là cái cuối cùng, thì cái con này nó mới đảm bảo cho các bạn rằng là nó có dưỡng. Con này mới đảm bảo cho các bạn là nó có dưỡng. Thì đọc toàn bộ thành phần dưỡng của nó thì mình khẳng định với các bạn luôn là gì, tất cả thành phần dưỡng của cái con dầu xả trị gầu này nó hướng đến cái việc là làm mềm, làm dịu cho da đầu, cho cái sợi tóc. Và cái tràm trà được thêm vào nó giúp phần nào đấy khả năng kháng khuẩn, và kết hợp với vitamin B5 là panthenol thì nó giúp cho cái bề mặt da đầu này. Thực ra cái vitamin B5 nó rất là tốt, nó là một cái vitamin tan trong nước, thì nó giúp cho bề mặt da đầu, nó giúp cho bề mặt da đầu này và bề mặt sợi tóc được mềm hơn, được cấp ẩm tốt hơn, và nó thẩm thấu rất là nhanh, rất là tốt. Nói chung là cái vitamin B5 để mà nói rằng là nó giống như kiểu rằng là gọi là nó có hại cũng không có một cái tương tác gì có hại cả. Đơn giản là nó cấp ẩm, nó phục hồi rất là nhanh so với những cái kiểu dạng tinh dầu đó. Thế nên là thực sự mà nói nó rất là tuyệt vời khi mà xuất hiện ở trong bất cứ một cái sản phẩm nào. Và rất yên tâm về những cái vấn đề mà khi các bạn đang cảm giác hơi khô này, khi các bạn cảm giác là bị rụng tóc hay là như thế nào đấy, tức là về mặt cơ bản là nó không có chức năng trị gầu nhé, nhưng mà cái B5 nó sẽ giúp cho các bạn về mặt rụng tóc hay là vấn đề về mặt
thô sơ ấy, nó rất là tuyệt vời, nó rất là tuyệt vời. Nên các bạn lưu ý cái thành phần này trong những cái sản phẩm mà các bạn sẽ mua trong tương lai. Thì nói rông nói dài vậy đủ rồi. Thì cái cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là vấn đề về mặt chiết xuất hay là tinh dầu. Ở trong bảng thành phần của hai con này nó đều ghi là extract. Và extract thì khác gì so với oil? Bởi vì khi mà các bạn nhìn vào cái chai mà đựng cái chiết xuất extract và cái oil thì các bạn sẽ thấy rằng là hai cái như nhau. Nhưng mà nó khác gì, nó giống gì? Thì mình khẳng định các bạn luôn là nó khác ở cái công nghệ điều chế nó. Thì các bạn hình dung như thế này. Bây giờ mình mang về một cân lá, mình đun lên ở trong cái bình chiết xuất, thì đun lên với nước, thì khi mà đun lên thì nó sẽ, nó giống như kiểu luộc lá lên, thì nó sẽ có một cái gọi là đi qua một cái ống, thì nó sẽ tách giữa tinh dầu và nước ra, tách giữa tinh dầu và nước ra. Thì cái, thì cái phần tinh dầu ở đấy, ở đấy nó là cái phần tinh dầu, tức là nó tách ở trong trong cái điều kiện là nấu lên. Còn cái chiết xuất thì các bạn hình dung ra là có cái dung môi ABCXYZ nào đấy, thì mình nhúng cái lá hay cái cây nó vào thì nó tiết ra những cái chất từ bên trong đó, đến mức nhất định, đến mức nhất định thì nó là cái chiết xuất. Nó là ngâm, nó là ủ thì nó gọi là chiết xuất. Các bạn hình dung như vậy, ngâm ủ là chiết xuất, còn đun đun lên thì gọi là tinh dầu. Thì hai cái này nó có cái gì khác nhau, cái gì giống nhau? Thì thực ra mà nói thì cái tinh dầu hay cái chiết xuất thì tinh dầu thì nó tự nhiên hơn một chút, bởi vì là nó không phụ thuộc vào cái dung môi. Còn cái chiết xuất thì ở trong cái công nghệ chiết xuất nhất định thì nó sẽ phụ thuộc một phần nào đấy với cái dung môi. Và thường là họ sẽ quảng cáo rằng là chứa tinh dầu tự nhiên, chứa tinh dầu tự nhiên, tinh chất, tinh dầu hoặc là tinh chất thì nó sẽ sử dụng, họ sẽ thường là sử dụng dầu. À, ví dụ như là chiết xuất, họ quảng cáo chiết xuất là họ đang muốn nhấn mạnh rằng là chúng tôi có khả năng, chúng tôi có năng lực, cái điều này là nó tốt. Thì sự khác biệt rõ ràng giữa hai cái này nó là gì? Cái chiết xuất thông thường ấy thì nó sẽ dành cho một số loại cây, nhưng mà nếu mà nói chính xác như này làm sao các bạn hiểu cái vấn đề này được? Cái chiết xuất thường thì nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ thẩm thấu tốt hơn tinh dầu. Tinh dầu về mặt cơ bản thì nó là dầu của cây, thì nó sẽ chỉ thỏa mãn một cái phần nào đấy, một phần nào đấy thôi. Đó, và nó sẽ không hẳn là thẩm thấu tốt như cái chiết xuất kia. Tất nhiên là nó cũng phụ thuộc vào cái dung môi của chiết xuất nữa. Thì so sánh này thực ra thì nó cũng mang cái tính chất chủ quan của cá nhân mình. Nhưng mà ở đây thì mình muốn cho các bạn hiểu rằng là với cái sản phẩm này, với những cái sản phẩm này, ở đây không phải nâng bi gì mà Vingroup hay gì nhá, thì với những sản phẩm này họ sử dụng những cái chiết xuất thì nó là rất là tốt. Mình đang muốn nhấn mạnh rằng khi họ sử dụng chiết xuất ở trong những cái dòng sản phẩm giá rẻ như này thì nó rất là tốt, nó rất là tốt, chứ nó không có cái gì gọi là có hại cả, không có gì là gọi là rẻ tiền cả. Nên mình đang muốn cho các bạn hình dung là đây là một cái công thức, đây là một cặp sản phẩm, tất cả sản phẩm của Vinmarkcare là đều là những cái công thức cơ bản. Nhưng mà khi mà thực sự là những cái người như mình mà biết về thành phần thì khi đọc bảng thành phần thì thấy rất là yên tâm. Và khi mà đọc bảng thành phần xong thì đấy mới chỉ là cái bước mà được cầm cái chai lên khỏi kệ siêu thị thôi. Và khi mà trải nghiệm thì nó lại một cái vấn đề khác nữa. Thì trải nghiệm Vinmarkcare như thế nào thì đầu tiên thì mình sẽ xin giới thiệu với các bạn chất của con dầu gội nha. Thì đây là chất của con dầu gội, nó giống như là lụa vậy, mình không biết, nó giống như là như kiểu là ngọc trai vậy. Cái chất rất là đẹp ấy, mình rất là thích cái chất này. Đó, trông như là ngọc trai vậy, ngọc trai dạng lỏng. Đó, mình rất là thích cái chất này. À, cái thứ hai rằng là dầu xả nhỉ. Dầu xả thì mình dùng gần hết rồi. Đó, dầu gội không cần nói vấn đề và xoa tan ra như thế nào này. Nhưng dầu xả đây, thì dầu xả này thì nó khá là mềm, nó cực kỳ, nó cực kỳ mềm luôn, nó rất là mềm luôn các bạn, nó rất là mềm luôn, nó không kiểu bị cục cục quá. Tức là có một số loại sản phẩm nó bị cục, nó bị đặc lại, nhưng mà cái vấn đề mềm hay là đặc hay như thế nào thì nó cũng không thực sự quá quan trọng, bởi vì thực sự ra mà nói thì đấy là vấn đề về chất làm đặc ở trong sản phẩm, tỷ lệ thôi.
Còn về công thức thì thực ra thì nói thẳng ra là có thể bớt ít nước đi để làm sao đấy, bớt hoặc thêm nước đi để làm sao đấy. Nên là cái key chính là những cái chất ở bên trong ấy là có được giữ nguyên cái tỷ lệ đấy không, chứ không phải là cái độ đặc hay là không đặc. Thì ý mình muốn nói là như vậy, ý mình muốn nói là như vậy. Thì với mình nhá, khi mà trải nghiệm xong cái sản phẩm này thì mình nói này, đầu tiên rằng là mình cũng giống rất nhiều thanh niên khác ở Hà Nội, thì thực ra mà nói thì mùa hè cũng rất là ít rồi. Chỉ đến mùa đông khi mà thời tiết hanh khô thì nó sẽ khiến da đầu khô đi và nó bong ra, thì nó sẽ xuất hiện hiện tượng gầu. Thì với cái hiện tượng đấy thì thực ra thì chính xác ra là cần cái sự cấp ẩm. Cái sự cấp ẩm, bởi vì nó hanh khô và nó còn lạnh nữa thì nó cần cái sự cấp ẩm. Còn với cái trị gầu, với cái sản phẩm mà Vinmark Care này, thì khi mà mình sử dụng thì mình cũng không có kỳ vọng gì quá nhiều. Mình chỉ mong muốn là nó không quá rít này, nó có công dụng nào đấy về mặt làm sạch. Thì như các bạn đang thấy đây, thực sự trông như mình đang vuốt pomade, thì thực ra chính xác ra là build up của pomade. Thì nói thật với các bạn là bên này là cái bên chỉ sử dụng dầu gội, còn bên này sử dụng cả dầu gội cả dầu xả. Đó, hai bên thì sẽ có hai trải nghiệm khác nhau. Mặc dù là vẫn còn build up của pomade, nhưng mà mình khẳng định các bạn luôn là cái con dầu xả này cũng giống như con dầu xả bộ mà ngăn ngừa rụng tóc. Nó rất là nhẹ, một là nó rất là nhẹ, hai là nó làm mềm tóc thôi. Nó chỉ đơn giản là mềm tóc thôi, nó không có một cái công dụng gọi là quá nổi trội nào. Các bạn có thể nhìn ra nó chỉ làm mềm tóc thôi. Cái tiếp đến là cái vấn đề trị gầu của cái sản phẩm này. Thì khi mà sử dụng nó, mặc dù mình không là người không có gầu, nhưng mà mình thấy rằng là khi mà mình gãy ngãi như này, mình gãi này, thì nó vẫn, tức là ở phần mái tóc này, nó vẫn ra, tức là không phải kiểu không có gầu thôi, kiểu như thế nào nhỉ, kiểu rụng là tả xuống, tức là gãi thì vẫn kiểu ra những cái mảng kiểu da chết ấy. Đó, thì cái sản phẩm này với mình thì cũng không hẳn là quá sạch, không hẳn là quá sạch gầu, không hẳn. Và mình nghĩ rằng là với cặp bụi xả này, nếu mà là mình thì mình sẽ ghi nó là kiểu daily shampoo thì nó sẽ chính xác hơn, tức là một cặp bụi xả bình thường thì nó sẽ chính xác hơn. Mặc dù là khi mà mình rất là hiểu, khi mà nghiên cứu thị trường và khi mà ra các sản phẩm, thì trên thị trường rất ít cặp bụi xả mà tầm giá kiểu 200.000 một cặp và 300ml, rồi lại cả vấn đề trị gầu nữa, dầu xả trị gầu và dầu gội trị gầu. Dầu gội trị gầu thì rất là nhiều, cạnh tranh rất là khốc liệt, nhưng dầu xả trị gầu thì rất là ít. Chính vì vậy nên khi cả cái cặp này sử dụng chung với nhau ấy, mà ghi một cái keyword là trị gầu, thì thực sự nó rất là nổi bật trên thị trường, nó sẽ rất là nổi bật. Tuy nhiên thì Vinmark Care vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm. Thử nghiệm ở đây là gì? Thử nghiệm về mặt bán sản phẩm ấy. Họ tự tin về hệ thống sản phẩm của họ là xuyên suốt trải khắp tất cả mọi miền tổ quốc, thì họ thường sẽ bán các Vinmark Care này ở những cái siêu thị Vinmark lớn, chứ không hay xuất hiện ở những cái Vinmark Plus là những cái Vinmark nhỏ. Thế nên là nếu các bạn nào quan tâm thì có thể tham khảo tùy từng quận, tùy từng vùng ở trên trang chủ Vinmark Care. Hơi vất vả một chút, nhưng mà ở đây thì mình gợi ý cho các bạn, mình làm clip này gợi ý cho các bạn rằng là ở trong siêu thị có một bộ sản phẩm bội xả dùng được và mức giá rất là phải chăng, chỉ khoảng 200.000, hơn 200.000 một chút một cặp mới giá gốc. Còn giá sale khuyến mãi thì thậm chí là có 100.000 một cặp này thôi, thì gọi là vô địch về giá luôn, vô địch về giá luôn. Thực sự mà nói rất là tốt, rất là tốt luôn các bạn. Và đây, nhấn mạnh điều cuối cùng, nhấn mạnh với các bạn là Vinmark Care chia ra làm hai dòng sản phẩm cho nam và cho nữ. Và cặp gội xả mình đang review cho các bạn đây là cặp gội xả dành cho nam. Chính vì lẽ đó thế nên là khi đi ra ngõ ra siêu thị chọn nhá, nhớ xem là mình còn vớ nhầm trai cho nữ hay không, nhớ nhá, trai cho nữ thiết kế sẽ khác đi một chút đó. Và vậy thôi, mình sẽ tạm dừng clip ở đây, và cũng như mọi khi thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn lúc 20 giờ muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube của review, cũng như chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, nhiều niềm vui trong cuộc sống, nhớ phòng ngừa Covid và đừng để tóc xấu của review.